Trên tay mình là bộ những relay bán dẫn SSR của nhà Magle, đầy đủ các dòng từ 25 cho đến 100 ampe, phù hợp cho nhiều mục đích và chi phí. SSR là loại relay sử dụng một dòng điện nhỏ để đóng hoặc ngắt một dòng điện lớn. Cụ thể, điện áp đầu vào sẽ là từ 3 cho đến 32V DC, dùng để điều khiển đóng ngắt dòng từ 24 cho đến 380V AC. SSR có ưu điểm là không gây nhiễu, không gây ồn và không tóe lửa như những cái loại relay thông thường. Bên cạnh đó, nó còn chống ăn mòn, chống rung và có mức tiêu thụ điện năng rất là thấp, nên SSR được sử dụng rất là rộng rãi trong điện công nghiệp lẫn điện dân dụng. Một cái lưu ý khi mình sử dụng relay SSR đó là khi mình kết hợp nó với lại một tải thuận trở như bóng đèn hay trở nhiệt thì chỉ nên sử dụng tối đa 50% công suất. Còn đối với lại tải cảm như động cơ thì chỉ là từ 1/3 cho đến 1/4 công suất của SSR. Và đặc biệt là khi sử dụng tải lớn hơn 6A thì mình phải có biện pháp tỏa nhiệt cho SSR. Đó là mình có thể mua những tấm nhôm tỏa nhiệt hoặc là sử dụng quạt tỏa nhiệt đối với những tải lớn hơn 40A.